chúng ta sẽ được ngắm các chị đang thu hoạch chè. Mình sẽ đi xuống đây phỏng vấn các cô, các chị đang thu hoạch chè. Chào các cô. Ôi cô hái nhanh trên này, cô làm hái chè này bao nhiêu năm rồi? Ôi cô mấy chục năm. Mấy chục năm luôn. Già rồi, năm nay 70 thì cháu thấy rồi. Năm 70 dựng ra. Cô ơi, cô hái chè này chỉ hái những búp non này thôi ạ? Ừ, chỉ hái non này thôi. Chè này thường thu hoạch thường sẽ vào mùa nào cô hay là quanh năm? Nó về mà chủ yếu từ tháng 3, tháng 4 trở đi. Tháng 4 trở đi. Đợt vừa rồi là mùa đông nên là không có nhiều đúng không cô? Ừ, mùa đông nó không có nhiều. Đây gọi là chè xuân. Chè xuân ạ? Thế lại có cả chè vụ khác nữa ạ? Đây là chưa đốn. À đốn đi mới thành lứa chính ạ, đây là lứa phụ thôi ạ. Cô hái nhanh nhở? Ôi, cô hái chậm nhất ấy. Chậm nhất luôn á? Ừ. Đây người ta hái rất nhanh. À. Mà chậm là hái cố đấy. Còn nhanh người ta về rồi. Dạ. Đây, nhanh rồi quay con này. Đâu. Quay à, quay đi cháu. Đây, 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 quay cho chị hái nhanh. Chị hay em đây trông nhìn trẻ trẻ này. Không, quay cái chị gì áo đen đen này. À, chị áo đen à, chị áo đen hái nhanh nhất à? Quay xong có thưởng không ạ? Quay xong có thưởng ạ. Chị ơi, nhìn làm sao để biết được lá chè nào ngon, lá chè không ngon hay cứ hái hết luôn? Không, hái cái lá non nó chứ. Hái lá non. Cái ngọn búp này. Dạ. Đây. Mình ở đâu về đấy em? Em ở ngoài Hà Nội ạ. Đây, đây là các búp. Các cái lá non. Đây được hái về để làm chè, sản xuất chè Thái Nguyên nhá. Đây là chè, đồi chè ở Thái Nguyên nha các bạn nha. Đây là Minh Tiến này. Minh Tiến. Đại từ Thái Nguyên. Đại từ Thái Nguyên. Tâm luôn ạ. Tâm của làm chè. Vựa chè đấy, vựa chè của làng chè đấy. Đây, đây là, đây là một trong số các cái đồi chè ở Thái Nguyên nha. Sao thủ công ạ? À? Trồng bao lâu thì bắt đầu được hái ạ? À? 3 năm. 3 năm là bắt đầu được hái ạ. Còn là nó già thì 5, 10 năm, 20 năm. Già 5, 10 năm, 20 năm. Cây già và cây mới thì cây nào ngon hơn ạ? Chè già nó ngon hơn. Già thì ngon hơn ạ, lâu năm thì sẽ ngon hơn ạ. Mình có phải chăm bón gì không ạ? Có chứ. Còn phải chăm chứ không chăm. 2 năm và được hái thì phải chăm cật lực mới được. Chăm cật lực mới được hái này ạ. Dạ. Chăm phân thôi. Chăm phân ạ. Phân bón. Tổng hợp thôi. Dạ. Có sâu bọ chứ. Sâu thì ít thôi. Dạ. Mình không dùng thuốc trừ sâu, không dùng gì, chè sạch đúng không? Vâng. Chè sạch. Hoàn toàn tự nhiên. Đấy, thế này mới bán 300-400 một cân tại đây chứ. Vâng. Chè sạch hoàn toàn dùng những nguyên liệu tự nhiên thôi. Hái cũng tự nhiên bằng hai tay. Hái cũng tự nhiên bằng hai tay. Không có máy móc gì đâu. Ở các nơi nó có máy nhanh hái. Chưa? Nên mình tự nhiên. Đấy, rất là nhanh luôn. Có máy hái à? Thế nào nó cắt mũi ở trên thôi. Nhưng mà máy hái xấu chè nó không ngon đâu. À, hái bằng máy chè không ngon bằng hái bằng tay. Đây nhanh là phải con này. Còn các bà già rồi hái không được mấy đâu. Đây hái nhanh lắm. Già mới chất lượng bà. Già mới nhanh ấy. Mấy cô thiếu nữ trên này. Tốc độ nhanh lắm. Hái hai tay luôn, nhanh lắm. Hái chè phải hái bằng tay mới ngon. Hái bằng máy không ngon bằng theo kinh nghiệm của mọi người. Hái này thì mấy ngày nữa nó lại mọc lại để hái ạ? Này, hái xong phải cả tháng sau em ạ. À, phải cả tháng sau mới mọc lại ạ. Đây là mùa hè ấm thì 1 tháng, chứ còn nếu mà mùa đông thì phải 2 tháng. Mùa đông là 2 tháng, mùa hè 1 tháng. Có phải chăm tưới nước gì không ạ? Có đấy ạ. Phân rồi tưới nước. Tưới nước hàng ngày ạ? Thi thoảng thôi, tuần mình tưới một lần. Dạ. Tuần hoặc nửa tháng thì tưới một lần. Nếu mà có câu chuyện thì là tuần tưới một lần.